Căn cứ kế hoạch số 51 của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc tổ chức lễ hội giỗ tổ các vua Hùng tại đền thờ Hùng Vương thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong năm 2024 nhằm tạo ra khí thế sôi nổi cho lễ hội, ban tổ chức phần hội với 3 môn thi đấu thể thao là bida, carom ba băng, bóng bàn và cầu lông với sự tham gia của các vận động viên đến từ các địa phương trong huyện. Hai đoàn góp giỗ là huyện Hàm Thuận Bắc và huyện Hàm Thuận Nam và đoàn thể thao thành phố Phan Thiết. Thời gian khai mạc vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 17 tháng 4 năm 2024. Địa điểm tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong. Riêng môn bida sẽ thi đấu tại câu lạc bộ bida Tiến Huỳnh, thị trấn Phan Rí Cửa. Ban tổ chức xin thông báo và kính mời bà con nhân dân trong huyện đến tham gia và cổ vũ cho các vận động viên vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 17 tháng 4 năm 2024 tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong. Trân trọng kính mời.